Ok. Sau đây tôi sẽ giới thiệu các bạn, hướng dẫn cho các bạn xử lý một cái khối chạm 12V đối với cạc Vega. Nó cũng có thể áp dụng vào cái main luôn nha các bạn. Bây giờ như vậy nè, cạc này bây giờ đang hiện tại đang chạm khối 12V. Đây, tôi sẽ đưa về cái đồng hồ, tôi đo thông mạch. Đó, ví dụ như khối bên đây tôi có cạc so sánh là bên đây nó sẽ không chạm nè, nó được khoảng là 400, đây các bạn thấy nè, nó được là hơn hơn khoảng 1 mê, nhưng về cái mạch của cái cạc bên đây là nó về không nè. Bây giờ đó, cái này là nó chạm mạch trong rồi, cho nên là chúng ta không thể nào mà cách ly được. Bây giờ ta sẽ cách ly cái chân ha, ta sẽ cách ly cái chân và câu dây 12V vào. Thì các bạn, một là các bạn cắt bỏ cái chân ha, cắt bỏ cái chân của trên trên cái mạch main của chúng ta. Hai là các bạn có thể là dùng một cái gọi là keo mà cách nhiệt á, keo keo cách nhiệt. Keo cách nhiệt là các bạn không cho nó tiếp xúc đến cái chân của IC, rồi sau đó ta sẽ câu lệnh 12V từ bên IC khác đưa qua. Đó là cái cách mà chúng ta sẽ làm ha. Rồi bây giờ nè, trước tiên thì tôi sẽ đo về cái áp 12V lấy từ IC bên đây để cho các bạn thấy nha. Đây bây giờ như thế này, hiện tại là đây 12V nè, đó các bạn thấy đồng hồ không, 12V. Bây giờ nếu mà trường hợp ta câu xa quá thì các bạn có thể kiếm khu vực nào đó gần gần đó, 12V nhiều đó, 12V, 12V là không có nè, vậy là khu vực từ đây thôi. Từ đây chúng ta sẽ câu qua đây, câu qua bên chân này, nhưng mà trước tiên các bạn phải cách ly cái chân này không cho tiếp xúc với AC, vì gì mạch trong nó đã chạm rồi ha, chạm với nguồn 12V thì không thể nào cấp vào AC, và AC không thể nào mà mở được nguồn được. Đây là cái nguồn gam IC, nguồn gam trong cái mạch Vega chúng ta. Rồi bây giờ tôi sẽ dùng một cái quay cái kêu cắt điện cho bạn. Đây, chúng ta sẽ cắt lớp như thế này, tôi sẽ cho nhìn các bạn nhìn kỹ nha, để chúng ta khắc phục khi gặp phải. Keo này là keo cách điện và cách nhiệt đó. Chúng ta sẽ dán một chân nhỏ thôi, chúng ta cũng không nên cắt IC. Giờ tôi sẽ câu như thế này nè, chúng ta dán cái lớp chân nó lại đó, đừng cho nó tiếp xúc với IC đó. Ta sẽ câu rồi, ok, bây giờ ta sẽ khỏi xe ra ha, các bạn câu dán bít cái lớp chăn luôn đó, không cho nó tiếp xúc với chăn của IC. Rồi sau đó ta sẽ câu câu lệnh, chỉ có vậy thôi, bây giờ nó đã chạm mạch trong rồi, các bạn không thể nào mà cách ly nó được. Hoặc là các bạn có thể dỡ chăn IC cũng được, nhưng mà dỡ chăn thì sợ nó bị gãy chăn IC thì chúng ta phải tốn phí cao hơn là chúng ta dán. Ta phải khỏi sao cho nó chạy cái lớp giữa mới được. Đó, bây giờ ta dùng cái hàng ta vuốt chân lại cho nó tiếp xúc tốt. Rồi sau đó ta sẽ xác định lại cái chân của IC mà chúng ta vừa cách ly nó nha. Giờ bây giờ ta sẽ đo lại. Rồi, ok, bây giờ nó không còn chạm nữa rồi. Đó, không còn chạm nữa rồi. Bây giờ ta phải câu nguồn nuôi cho nó thôi. Bắt buộc chúng ta phải câu.
chúng ta sẽ cho 12V từ jack pin 12V đi vào qua nó. Đó. Ok, ta câu làm sao cho nó đẹp thôi nha. Chúng ta sẽ câu lên đây. Rồi. Bây giờ ta sẽ đo xem nha. Nó có cái thông mạch chưa, nó thông với nhau chưa. Ok, bây giờ có nha. Bây giờ tôi sẽ kích thử cho các bạn và đo lại xem được khóa này có 12V chưa nha. Ok, đây có 12V và đây là có 12V. Chân này có 1/2, vậy là có nguồn gam này các bạn. À, trong khi chúng ta có nguồn gam làm gì vậy, 1/5 rồi, chính xác, nguồn gam 1/5, nguồn kiếp 0.9 rồi, mắc nguồn kiếp 9. Bây giờ ta tiếp tục xử lý khối nguồn chính. Rồi, đó là cách mà tôi có thể hướng dẫn các bạn vậy thôi. Thì cái cạc Vega đang chạm 12, khi các bạn gặp vấn đề nào đó chạm mạch trong thì chúng ta xử lý như vậy, thì đó là cách mà thông minh nhất, không để mất thời gian, và thứ hai nữa không để làm cho hư cái mạch. Vì chúng ta khi chúng ta câu rồi á, thì thay vì là nó qua những con chở này ta phải cách ly hết nha, ta phải cách ly những cái từ con chở này, con chở này là 2.2, nó nói từ mạch này qua đây, là từ 12 bên đây nó cấp qua cái đầu bên đây và nó sẽ đi qua những tụ điện cấp vào chân số 5 của IC. Thì chúng ta trước tiên muốn câu vào đây, chúng ta phải cách ly đó. Cách ly là đo cho cái chân này nó hết chạm chập. Đó là khi chúng ta cách con chở mà 2.2 đó, 2 ohm 2, là bên đây chắc chắn một điều là nó sẽ không còn thông nữa. Các bạn lấy nè, đây tôi sẽ 1 mát. Bên đây là các bạn thấy nó sẽ thông nè, mát. Đây, đó. Cái khối bên đây là nó thông nè, các bạn thấy không? Đó, khi nào mà nếu mà con chở 2.2 nó đưa qua đây á, thì nó sẽ kéo luôn cái áp bên chân IC chúng ta thông. Hiện tại giờ chân IC chúng ta nên nhớ tắt cái nguồn nha, cấp nguồn vô cho nó. Nhầm, chưa quên tắt. Đó, đây chân IC chúng ta nè. Chúng ta lên được là 235 kg, tất nhiên là lúc này chúng ta cách ly được nó. Đó, bản thân cái men này, ta thấy cái men của cái gạch Vega nè, nó có ghê, nó có một con chở, các bạn thấy không? Đó, con chở này là 2.2 đó, R707 đó. Thì khi mà nó cấp 12V ở đây á, và 12V phối bên đây nè, nó đã chạm rồi, các bạn thấy cái mạch trong nó là thấy không? Đó, đi ở bên trong 12V, tất nhiên là từ bên đây nó cấp qua đây, từ cái mạch 12V này nó cấp phía trong đó. Mà trong đây nó đã chạm rồi, chúng ta phải cách ly bỏ con chở này, cho nó hết chạm chân này. Rồi sau đó ta mới câu cái mạch từ đây đến cái vị trí này. Rồi, bây giờ tôi sẽ đo lại cái này cho các bạn thấy. Chúng ta có nguồn đang cấp 12V vô nè. Đó. Rồi, bây giờ ta đo 12V vị trí này. Đây, các bạn thấy này. Phải ha. Thì qua chân số 1 nó mới mở dành lạnh boost. Các bạn nào đi data ship thì nó sẽ hiểu cái lạnh này nha. Ở bên đây chúng ta đo là chắc chắn một điều là nó không có đâu. Đó, bị khói bên đây là khói chạm. Rồi khói bên đây là chúng ta cách ly được rồi. Bây giờ là có nè. Rồi, ok. IC chúng ta nên mở 4 mấy. Khi nãy là nó lên 1/2 thì nó lại mới mở khói nguồn gam. Bây giờ lên tới 4/4 là chắc chắn là đang có vấn đề chạm nữa rồi. Rồi, chúng ta xem lại nha. 12V. Có này. Đó nè. 4/4 là không có rồi.
Rồi, như vậy là giới thiệu các bạn một cách mà nói cắt mạch thông minh. Khi chúng ta gặp phải thì các bạn cứ làm như vậy nha.